Tiếp theo chương trình sẽ là một số thông tin đáng chú ý khác. Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Kiên Lương bàn giao hai căn nhà mái ấm công đoàn cho các đoàn viên trên địa bàn huyện. Theo đó, đoàn đã đến bàn giao nhà mái ấm công đoàn cho chị Bùi Thị Hương, đoàn viên công đoàn cơ sở, Trung tâm Y tế huyện Kiên Lương. Anh Phạm Phi Hùng, đoàn viên công đoàn cơ sở xã Kiên Bình, huyện Kiên Lương. Kết cấu cả hai căn nhà đều được xây dựng kiên cố, nền lát gạch, mái lợp tôn. Mỗi căn nhà trị giá 150 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng một căn. Kinh phí trích từ quỹ mái ấm công đoàn. Phần còn lại do gia đình, người thân đóng góp.